Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Liên Quân Mobile, Mobile Việt. Và hôm nay mình sẽ gửi đến anh em video về trận đấu tranh. Mùa 2 đã khởi động rồi. Thì mình do hôm qua mình cả hôm nay mải mê làm video về các tướng mới của Liên Quân Mobile Đài Loan. Chưa đấu tranh được mấy trận. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đấu tranh để cố gắng đấu 2 đến 3 trận. Với trận này mình sẽ dùng Gindu, một tướng tủ của mình, một trong 3 tướng tủ của mình. Thì mình mới đánh 3 tướng tầm mỗi tướng đánh tầm 70 trận, đó là Gindu này, sát thủ Butterfly này và pháp sư Glixie. Còn tướng nào mình cũng chơi. Mỗi tướng chơi vài trận. Hoặc là chơi để nắm rõ kỹ năng rồi cách đánh để chia sẻ cho anh em thôi. Rồi giới thiệu đội hình hai bên. Thì với nhìn sơ qua thì lực lượng team mình sẽ mạnh hơn team bạn khá là nhiều. Vì cái team mình có nhiều chiêu khống chế cứng hơn. Có mình này, bò này, Lagrot và Kirishi. Ba tướng làm choáng rất là hiệu quả. Team bạn chỉ có vị trí là Numbu là có chiêu làm choáng thôi. Còn tướng Tara thì mình không hề sợ. Tara chỉ là trâu chó thôi, không hề là có chiêu khống chế mấy, có mỗi một chiêu làm chậm thôi. Mình cầm Gidu, mình sẽ đi đường solo, đi đường kinh công. Thì lối đánh đi đường trên của mình là tập trung farm. Thì là khi nào có rồng thì sẽ đi hỗ trợ anh em. Sau khi ăn được rồng thì lại rút về farm. Thì Suno lên 1-1 thì Gidu không phải sợ đứa nào. Cách đánh tướng Gidu thì mình đã nói nhiều video rồi, thì mình sẽ không nói lại nữa. Rồi team bạn là chiến công đầu. Đã bị KS. Rất là đau. Nhưng mà không sao. Chấp bạn ăn con rùa đấy. Mình ăn con rùa thứ hai. Rồi bạn Tara đã về rồi. Hết máu rồi, về rồi. Ale bên mình có vẻ đánh hơi thọt đấy. Tướng O cung thủ mặt trời mùa 4 này thì nó mùa 2 này thì nó sẽ mạnh hơn mùa 1. Cái hiệu ứng làm chậm của nó sẽ tăng khá là nhiều. Rồi mình sẽ đi hỗ trợ đồng. Còn bạn Tara bên kia thì vẫn đang farm và được trụ. Nếu mình rằng co ở đây có khả năng là mình sẽ mất trụ. Ăn rồng quan trọng hơn. Rồi đen quá, đúng lúc con Dumbo nó làm choáng. Nhưng không sao, bạn Dumbo nó nằm xuống rồi. Và team mình có lợi thế hơn và sẽ ăn rồng.
Tôi máu to rồi, về làm gì? Ăn rồng nào. Rồi AD vào choáng rồi đấy. Đút lùi về farm thôi, mất trụ rồi. Mất trụ. Một rồng đổi lấy một trụ. Một rồng một mạng đổi một trụ. Sau ra thì team mình hơn một tí. Không hơn đáng bao nhiêu. Tôi cho bạn ấy ăn thêm con rồng thứ hai. Cho Tara đánh nó trâu lên, đánh cho nó cân. Rồi AD thì mình lại tiếp tục nằm xuống. Cầm AD khá là lon tay. Rồi bắt mít. Rồi chui đây, chui đây. Chui vào cái lồng của anh bảo vệ đó. Rồi, Butterfly không có cửa chạy. Rút lui đi hai bạn. Về farm. Đánh Guru thì anh em cứ đánh chậm thôi. Đánh chậm và chắc. Như là dùng chiêu 2 căn thật chuẩn. Nhắm thật chuẩn với bắn. Căn hướng đi và góc. Ghép góc để bắn cho chuẩn. Cố gắng đẩy cái trụ này. Rồi team bạn ra phòng thủ rồi. Cứ nuôi luôn. Sắp rồng ra và mình sẽ di chuyển xuống vị trí rồng. Hay quá, team bạn cả AP và top đều ở dưới rồi. Mình sẽ ra ăn rồng. Tập trung ăn rồng nào. Butterfly định làm gì? Rút lui. Rồi, quá dễ cho Kirishi. Rồi, anh Numbu và để hiếp dâm. Rồi, tiếp tục hiếp AD. Team mình quá là gọi là hay thích cho tập thể. Các bạn thấy không, việc di chuyển trong đấu danh cấp độ cao là rất quan trọng. Rồi ta đã nằm xuống rồi. Mình ăn 2, hỗ trợ 5. Tất cả 7 mạng của team đều có dấu răng của mình. Rồi ăn được rồng rồi thì nên về farm. Bắt mít luôn. Rồi bạn ấy không có cửa chạy đâu. Gặp Nagrod và Hindu thì làm sao mà chạy nổi. Hai tướng choáng cứng. Rồi anh định băng trụ à? Rồi mình bắn qua đấy hơi nạch. Nagrod là tướng đam khỏe nhưng mà máu khá mỏng. Băng trụ là rất nguy hiểm. À, tiếp tục con rồng thứ ba.
lối đánh của mình thì khá đơn giản thôi, đó là farm xong có rồng thì ra tập hợp lên rồng, đánh rồng xong thì lại về farm, đơn giản mà hiệu quả, không tham gia nhiều cái pha cấu rỉa nhau. Rồi lại có giao tranh ở giữa rồi. Ôi, bắn xuyên táo rồi. Bắt là luôn tăng team bạn. 4 người mà. Rồi AD team mình lại nằm xuống rồi. Nakroth là nằm xuống, tiếp. Toro nằm xuống, còn 2 đánh 4. Đánh được không? 2 đánh 4. Bắt được Lumbu rồi. Mình hồi chiêu cuối là bắt được hết. Đúng rồi, hồi chiêu cuối rồi. Làm sao mà chạy nổi. Còn mỗi AD team bạn chạy được rồi. Rồi 2 đánh 4 mà bên bạn chết 3 chạy 1. Và team mình 2 người vẫn còn nguyên máu. Quá là ảo diệu. Bạn AD thì mình đánh khá là ngon tay. Di chuyển không hợp lý là sẽ fit thôi. Cái map này nó map ở bản mobile này thì nó nhỏ hơn map của Liên Quân Liên Minh Huyền Thoại rất là nhiều. Nên di chuyển là phải hợp lý. Đi sai một bước là có thể sẽ bị bắt luôn. Bắt Butterfly này. Rồi Nakroth máu mỏng là rất dễ bị chết. Ăn được kinh công không? AD đứng kiểu gì đấy? Rồi AD bị AD team bạn bắn một phát và một chiêu cuối là nằm xuống rồi. Khá là yếu. À, bạn O bạn yếu vừa là quá là yếu luôn. O là tướng khá mạnh đó, nhưng mà phải đứng được bắn cơ, di chuyển sai là bị bắt luôn. O là tướng không cơ động và không có chiêu choáng, nhưng mà nếu mà nó được bắn thì rất là nguy hiểm. Rồi ulti ba bạn, rồi số bạn Tara nhảy vào thích chơi nhảy sách choáng liên tục team bạn này. Đó. Tara thì là cái gì? Tara châu thì châu thật, nhưng mà bị 4-5 người đập thì cũng nằm xuống thôi. Và cái không có chiêu khống chế tốt, không thể bằng Gindu được. Rồi trận đấu sẽ kết thúc thôi. Một chiến thắng khá là nhẹ nhàng. Rồi Kirixi đã MVP 13 điểm. Yeah.